đây là một chú cá Nemo siêu quậy. Bạn ấy có khả năng lặn rất là sâu. Chỉ cần bỏ xuống nước là bạn ấy bơi và lặn ngay. Rồi, các bạn thấy bạn ấy rồi đúng không? Còn đây là một chú cá ngựa. Bạn này lặn rất là chậm, nhưng mà bạn ấy bơi lại rất là nhanh. Nè, đó. Đó, bạn ấy bơi. Bơi chứ không phải lặn nha. Đó, thì bạn này bạn cá ngựa mà bạn ấy bơi rồi đó. Còn đây là bạn rùa biển. Rùa biển nói lời chào thân ái đến các bạn người cá sơ sinh đi nào. Muốn học bơi thành người cá thì đến với Tiêu nè. Và hôm nay là Simba sẽ thử thách trò chơi giải cứu rùa biển, giải cứu cá Nemo và cá ngựa nha. 1, 2, 3, xuất phát. Ôi ôi, chụp luôn đó. Simba được không? Oh, Simba đó các bạn ơi, người cá Simba. Người cá Simba tiếp tục. Một em có bị uống nước em Simba, giỏi quá. Trời gì bắt giải cứu chứ. Mấy bạn đi lạc chúng ta phải đưa mấy bạn về biển. Chúng ta làm người cá mà. Tiếp tục, tiếp tục. Nín thở, nín thở. Bơi tới. Cứu rùa biển luôn đi Simba, là sẽ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện bơi lội người cá của ngày hôm nay. Wow, kêu Simba hay quá kìa các bạn. Yeah, em bắt được ba, em sẽ cứu được ba bạn nè. Rồi, ba bạn sẽ cảm ơn em rất nhiều đó. Buổi tập luyện em hôm nay kết thúc nha. Thở nước đi để lấy lại sức mạnh của người cá. Bây giờ các bạn cá Nemo, rùa biển và cá ngựa đang đeo theo Simba luôn kìa. Hay dữ vậy ta.